Vừa đi hát đám cưới mưu sinh, Thương Tín lại xuất hiện với tình trạng khiến cộng đồng mạng xót xa. Mới đây trên mạng xã hội, một tài khoản đã đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh diễn viên Thương Tín đang ngồi hút thuốc khá suy tư, tài tử lừng danh một thời ăn diện cực đơn giản nhưng lịch sự. Khuôn mặt ông hốc hác gầy guộc, lộ rõ vẻ thất thần. Ông hướng mắt về xa xăm, không trò chuyện với ai, cho đến khi một người bạn đến choàng vai bá cổ ông thì ông mới phản ứng. Nhìn dung mạo xuống sắc của Thương Tín khiến mọi người không khỏi xót xa. Cách đây vài ngày, Thương Tín bị lan truyền hình ảnh đi hát đám cưới ở Hà Tiên để mưu sinh. Giá cát xê của ông là 5 triệu một bài. Nam diễn viên muốn đi hát để mưu sinh và có tiền gửi về cho con. Hiện ông đang ở nhà của nhạc sĩ Tô Hiếu, tài tử một thời đã từ bỏ ý định, chờ đợi có người mời đóng phim để trang trải cuộc sống. Hồi tháng 2 vừa qua, nghệ sĩ Thương Tín khiến khán giả xôn xao khi phải nhập viện gấp, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nặng. Với hoàn cảnh vô cùng khó khăn, Trịnh Kim Chi đã đứng ra kêu gọi cùng các mạnh thường quân ủng hộ 400 triệu đồng. Sau khoảng thời gian được y bác sĩ chạy chữa, cùng lòng tốt của bạn bè, sức khỏe của nghệ sĩ Thương Tín đã ổn định trở lại. Mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu, bạn thân của Thương Tín chia sẻ, Thương Tín đã được anh cưu mang và giúp đỡ suốt 2 tháng qua. Trước đó, Tô Hiếu cũng có ngỏ lời giúp Thương Tín chỗ ăn ở, song thời điểm đó Thương Tín chưa có nhu cầu. Mãi đến 2 tháng trước, trong một lần Thương Tín ghé thăm, ngỏ lời muốn ở lại, thì Tô Hiếu đã lập tức đồng ý. Nhạc sĩ Tô Hiếu cũng biết, từ ngày Thương Tín ở lại, sức khỏe của nam diễn viên có những chuyển biến tích cực. Nhưng dù vậy, ông cũng không thể nhanh nhẹn như trước vì trải qua cơn đột quỵ và cũng gầy đi trông thấy.